nhằm tôn vinh các doanh nhân trẻ Việt Nam. Vừa qua, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải thưởng Sao Đỏ, 100 doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2014. Đây là những gương mặt đại diện cho một thế hệ trẻ Việt Nam mới, giàu trí tuệ, năng động, bản lĩnh và luôn khát khao vươn lên làm giàu cho chính mình và cho đất nước. Đây là lần đầu tiên ban tổ chức giải thưởng Sao Đỏ tổ chức bình chọn trao giải cho 100 doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu. Các ứng viên phải lọt qua 3 vòng xét duyệt nghiêm túc, cẩn trọng bởi hội đồng với nhiều thành viên, từ vòng sơ tuyển, thẩm định đến vòng trung tuyển, bình xét cuối cùng. Trong số 100 doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu được vinh danh năm 2014, có 3 doanh nhân trẻ thuộc khối doanh nghiệp nhà nước và 87 doanh nhân trẻ thuộc doanh nghiệp tư nhân. Tất cả các doanh nhân đều không quá tuổi 45 và hiện đang giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt tại các doanh nghiệp. Đặc biệt trong số 100 doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu, 10 doanh nhân tiêu biểu nhất được vinh danh với giải thưởng Sao Đỏ 2014, đa số những cái tên khá quen thuộc trong cộng đồng doanh nhân Việt Nam. Là một trong 10 doanh nhân vinh dự được tôn vinh doanh nhân tiêu biểu, ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nền móng và Công trình ngầm Fecon đã có những chia sẻ về vinh dự này. Là một trong 10 doanh nhân được nhận Sao Đỏ, chúng tôi rất là thấy là vinh dự, tự hào về các cái cống hiến của mình với doanh nghiệp và với xã hội thì cũng đã được cộng đồng doanh nhân nói riêng và xã hội ghi nhận một cách đúng mức. Bắt đầu từ những suy nghĩ rất đơn giản, người ta thường xây nhà từ móng. Doanh nhân Phạm Việt Khoa đã lựa chọn cho Fecon một hướng đi riêng, đó là thiết kế và thi công nền móng công trình ngầm. Sau 10 năm phát triển, Fecon đã trở thành một trong những công ty hàng đầu về nền móng và công trình ngầm tại Việt Nam. Với doanh nhân trẻ này, doanh nghiệp cần phải cùng một lúc xây dựng phát triển giá trị vật chất, giá trị tri thức và giá trị văn hóa. Trong đó văn hóa là giá trị bao trùm thì mới có thể lớn mạnh và trường tồn. Sau 10 năm xây dựng và phát triển thì hiện nay Fecon đã trở thành một trong những cái doanh nghiệp hàng đầu về nền móng công trình tại Việt Nam. Cái sự nghiệp này thì cũng xuất phát từ cái ngay từ ban đầu chúng tôi đã lựa chọn cái ngành nghề kinh doanh theo chuyên sâu và chúng tôi mạnh dạn đầu tư vào khoa học công nghệ và đội ngũ nhân sự để có thể là tiếp nhận những công việc có những cái thách thức lớn, có những cái yêu cầu cao và có cái hàm lượng chất xám cao. Fecon khởi nghiệp với số vốn khiêm tốn chỉ 2,5 tỷ đồng. Đến nay sau 10 năm, doanh thu năm 2014 ước đạt 1.500 tỷ đồng. Cũng trong năm 2014, Fecon đã được tạp chí Forbes lần thứ 2 bầu chọn một trong số 50 công ty niêm yết tốt nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đồng thời, Fecon cũng lọt vào top 3 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam. Với những thành tựu đáng kinh ngạc kể trên, doanh nhân Phạm Việt Khoa xứng đáng trở thành Tân Sao Đỏ 2014 với số phiếu bầu chọn rất cao để lọt vào top 10 doanh nhân xuất sắc nhất Sao Đỏ 2014. Ông được đánh giá là một trong những doanh nhân trẻ của thế hệ 7X, dám dấn thân khởi nghiệp, là tấm gương để doanh nhân trẻ Việt Nam tự tin hơn trên con đường khởi nghiệp.